Hello, hôm nay mình sẽ làm một cái kênh video về 12 chòm sao. Có đúng không? Ừ, đúng rồi. Đấy, thì mình cũng thích về 12 chòm sao mà chưa bao giờ mình được làm về 12 chòm sao. Nên hôm nay mình sẽ xin mẹ, iPhone mẹ để làm 12 chòm sao. Và mẹ mình đã đồng ý. Hình như là mẹ mình tự nói ra hay sao? Ừ đúng rồi, mẹ mình tự nói trong bài mình xin không? Ừ, thực ra mình cũng thích về 12 chòm sao lắm. Mình xin mẹ mãi, mẹ mình mua cho một cuốn đây này. Thực ra là cái hôm trước mình nói chuyện với ai, mẹ mình sẽ thưởng và mẹ mình đã mua cho mình một cuốn. Mình đọc xong hết trong 2 ngày luôn các bạn ạ. Một cuốn dài tập nhá. Mình mang lên lớp đọc bao là hết luôn. Mình biết nhiều lắm ấy nhá. Nhưng thực ra mấy cái này mình cũng tra trên mạng, cũng không thể biết hết được. Thì trước tiên nói về 12 chòm sao đây. Chúng ta hãy xem 12 chòm sao. Mình sẽ đọc tên tiếng Anh của 12 chòm sao nhé. Aries là Bạch Dương, Taurus là Kim Ngưu, Gemini là Gemini là hơi khó nhỉ. Gemini là à, đúng rồi, Gemini là song tử, hình như là thế. Cự giải là Cancer, quá chuẩn luôn các bạn ạ. Cancer tiếp theo là sư tử Leo và vi gì đấy, Virgo là xử nữ, Libra là thiên bình, Scorpio là cung, cung 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 là cung, là cung, là cung thần nông. Là cung thần nông nè, cung thần nông ấy là cung thiên yết, mà cung thiên yết là cung bọ cạp, mà cung bọ cạp là cung 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 mà cung bọ cạp là cung thiên hạt, đúng không? Nhiều lắm, nhiều tên lắm, không nhớ hết. Tiếp theo cung Sagittarius là cung gì ta, hình như là cung nhân mã, quá chuẩn. Cung Capricorn là cung mà kết và cung Aquarius là cung bọ bề, và cuối cùng là cung Pisces, không biết, không nhớ nữa, là cung song ngư. Song ngư là mình này, mình này, mình này. Rồi hôm nay mình sẽ tìm hiểu về những điều xuất sắc về 12 chòm sao. À mà trước tiên mình hỏi nhá, bạn là cung gì trước đã? Bạn là cung gì? Ấn 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 tên bạch, ấn cung bạch dương hay là cung kim như gì đó, các cung á, để chọn ấn dưới cái kênh của mình nhé. Mình xem cung được cho là giỏi nấu ăn nhất. Nếu bạn là cung kim như thì chắc chắn ai cũng hâm mộ bạn về cách nấu ăn của bạn. Bất cứ ai nhạy bén với các giác quan như kim như gần như đều là một đầu bếp cực khôi. Cự giải cũng là người nấu ăn giỏi, tuy nhiên không bằng được Kim Ngưu. Cự giải, các bạn cũng có thể thưởng thức được những món ăn ngon từ cự giải. Cự giải là những người nội trợ tài giỏi và cũng rất là thích chế biến những món ăn ngon cho gia đình và bạn bè của họ. Mình các bạn là cự giải nè, chắc là sau này mình sẽ được thưởng thức những món ngon của bạn mình đúng không? Thiên bình, ma kết và song tử cũng là những người giỏi nấu ăn nữa cơ. Khả năng nấu nướng của 12 chòm sao. Tháng 1 thì chiên trứng còn khét nữa cơ các bạn ạ. Tháng 2 nấu ăn rất là chuyên nghiệp. Tháng 3 nấu được mì gói. Tháng 4 nấu những lười nấu, biết nấu nhưng mà lười lắm luôn ý. Tháng 5 không biết nhặt rau. Tháng 6 chỉ ăn không nấu. Cũng là lười giống tháng 4. À, nhưng mà bà mình tháng 6 mà bà mình chăm lắm luôn ấy. Mỗi mẹ mình là không nấu thôi, thỉnh thoảng mẹ mình cũng nấu. Bà thì hôm nào cũng nấu cho hai chị em, là mình với cả em mình nữa, có hôm thứ bảy là nấu cho ba chị em và cả nấu cho mẹ mình và bà mình, thì bà mình ăn chay đó đó. Thứ sáu chỉ ăn không nấu, mình thấy bà mình chăm mà đúng không, thứ sáu cũng có người chăm chứ. Tháng 7 giỏi nhất món luộc. Ừ, hình như bác mình là thế đấy. Bác mình có khi không nấu, không biết nấu luôn cơ. Ừ, nhưng bác mình nấu, nếu mà mình không rõ nữa, các bác mình mà nấu thì chắc cũng ngon. Không rõ, không biết, không biết, không biết. Nói chung tháng 7 giỏi nhất món luộc. Tháng 8 nấu tạm được. Ừ, mình có mấy đứa bạn mà, ba đứa bạn tháng 8. Trời ơi, trời ạ, à, trời ơi, sao lại
sinh tháng 8 chứ không nữa, nó tạm được thôi à. Tháng 9 thôi. Tháng 9 mình có một đứa bạn không biết nấu ăn giỏi. Chắc là thế chứ không chắc chắn đâu nha. Có khi bạn nấu ăn giỏi mà thích. Để xin năm đây nhá. Thiên Bình nấu ăn giỏi mà bạn mình cũng Thiên Bình, chắc chắn là bạn ấy biết ăn nấu ăn chứ. Tháng 10 chỉ có là giỏi đốt bếp mà thôi, vào đi chả làm được cái gì đâu. Mà đừng có vào nữa. Thiên Bình Nam ơi. Ôi 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 ôi. Chắc là Thiên Bình nữ chắc biết đấy. Thiên Bình hình như là vào tay mà. Để chỉ tính theo tháng thôi, chắc là thế. Anh Chín thì cũng có thể là Thiên Yết à, nhỉ. Sorry, so sorry. Thì cũng có thể được là cung gì nhỉ? Cung gì nhỉ? Ôi chết. Là cung xử nữ mà. Anh mình là cung xử nữ. Sinh tháng 9 không biết nấu một cái gì chắc. Nhưng anh mình được chụp đã nấu chửa ốp la cho mình rồi cô. Ôi nhưng mà ừ, đúng rồi, nó ngon lắm. Trứng ốp la đào, trứng ốp la thường, trứng bla bla bla. Ngon cực kỳ mà sao mình không biết nấu. Còn tháng 11 thì thôi con ơi, mẹ xin con đấy, con đừng có vào phá phòng bếp của mẹ. Chỉ có mà biết phá thôi thì thôi, mẹ không xin con vào trong đâu. Tháng 12 các bạn nào là tháng 12 không? Gõ 12 lên cho mình được không? Mình cũng là tháng 2, nó ăn chuyên nghiệp và bạn nấu cũng cực ngon. Bạn nào mà có thì hãy ấn 12 nha. Nhưng cũng cung học giỏi trong 12 chòm sao. Hạng 1, mình không thể ngờ được là sang tử cái thằng ngay ngồi bên cạnh. Thằng ngồi ngay bên cạnh mình, nó học cũng không phải là giỏi, nó cũng không phải là dốt, tuy nhiên nó không được. Và hạng 2 là Nhân Mã, còn hạng 3 chính là Thiên Yết, hạng 4 là Kim Ngưu. Nhân Mã thì học cũng giỏi, nhưng mà không được lên top 1 vì Han Chol nên cũng không giỏi bằng song tử đâu nha. Còn Thiên Yết thì chắc chắn phải được vào hạng rồi, học giỏi là à, học cũng giỏi phết đây. Kim Ngưu học cũng được khá, thế nên cũng cho được vào học giỏi thôi. Hạng 5 thì chả còn ai. Không có mình ở trong, mình là cung Sâm Ngư. Dạ rồi. Mình có một câu hỏi dành cho các bạn là các bạn là cung gì và cung của các bạn tính cách như thế nào thì ấn lên cho mình để mình các bạn có tính cách như thế nào ấn lên cho mình để mình gõ về cái tích đích thực với các cung luôn, các cung ngoài lời thật luôn nha. Đó, còn mình thì mình là cung Sông Ngư, bạn nào cũng cung Sông Ngư của mình tháng 2 á. Tháng 2 và tháng 3 thì hãy ấn 2 hoặc là 3. Nếu mà bạn sinh tháng 2 thì bạn hãy ấn 2, còn nếu bạn sinh tháng 3 thì hãy ấn tháng 3 nha. Bye.